thì là đi học ấy là ông trẻ chỉ thi hàng ở đây. Ông gọi là tên trắng là Hòa thôi. Mà anh là tên là Hà Văn Thương. Đấy. Đây. Mày hại lý lịch cho anh nhỉ? Chúng mày chúng. Bà đây đây. Ôi đùa Thương ơi. Dạ dạ. Ăn thử xem tiết nhà Thương ngon không, nếu mà ngon thì lên lên. Còn một con nữa. Lợn nhà Thương sau mình sẽ chuyển luôn. Rồi. Lợn nhà Thương nó có phải tiết nhà Thương đâu. Ở đây tên là chị Hằng đó mọi người ạ. Ngày xưa thì sống ở trên trời nhưng mà hay ăn hay uống thì trời nó trời nó đẩy xuống đây. Đây. Đấy. Đúng rồi. Được không chị Hằng? Thế nào? Cảm nhận như nào? Ok không chị? Bán thêm đi. Nó hơi ngậy đâu nhỉ? Quá ngon luôn. Chắc là hôm nay nó hơi. Em đứng thứ hai nữa. Hôm nay chắc nó hơi ngấy chị ạ. Mình ăn nó chỉ ăn to nhưng mà trong kính thôi là mình ăn nó phải đủ điệu tí luôn một chút. Nên mình ăn những bé thôi. Không có xương. Lúc đây là có xương đây gì? Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình với Út đi mổ lợn ăn đụng mọi người ạ. Đấy. Lâu lâu thì làm một con lợn ăn đụng này cho nó sướng các bạn ạ. Đây, quay chia sẻ mọi người một chút. Này, làng quê đây này. Cánh đồng đang dạ đang chết. Ở quê nha mọi người nhá. Thường thường là cứ có cái dịp nào đấy các bạn ạ, là hay hô nhau vào để bắt một con lợn. Rồi mọi người sẽ cùng nhau thịt và chia mô. Đấy. Thường thường là những con lợn ăn đụng là những con lợn rất là ngon nha mọi người nhá. Cái đấy còn gì nữa, những ai ăn thì mổ tiết. Cái này là Út đang làm chỗ thui mọi người ạ. Thui dơm cho nó ngon. Lấy dơm luôn đi. Làm một tả ra. Dơm. Thui dơm nha. Con lợn này là 100 cân nha mọi người nhá. Đấy, anh em đang làm lông rồi. Xe trong Hải à? Đấy. Đây là công đoạn thui mọi người ạ. Này, thớt này thớt để thớt nghiến à chú ông? Đẹp nhỉ? Mua ở đâu đây? Đặt Văn Miếu. Vâng. Mọi người đang vây quanh con lợn để xem là con lợn này nó có mỡ hay không. Út thì đã bảo là không mỡ rồi. Mặc dù lúc bắt con lợn nó rất là ngắn mọi người ạ. Nhìn con lợn nó có thung lúc ấy. Lợn chứng tỏ bán uy tín phết đấy nhỉ. Toàn hơi mà. Tưởng là
tiền rồi, tôi cho điện bảo là đừng sang đây. Nó chỉ cho ăn hai ba thôi. Mà quý dùng xem. Phải to là. Trời ơi to như. Khe đây. Đâu cái chế chưa có ngủ. Có đâu được mà. À lấy rồi. Lận được anh nhau ạ. Chế này. À. Chế vòi. Okay, làm mỡ mọi người, làm mỡ băm để làm dồi. Dồi ngon đấy, lòng non ngon hơn xèo đấy. Con này phải ăn nóng. Giờ là các chú đã lọc xong thịt rồi, giờ chuẩn bị là chia. Lan Anh lấy luôn một nửa về ngoài luôn à? À, thế mọi người sẽ chia lung tung hết thì các bạn ạ, chứ không không được ăn nhiều một con lợn đâu, mỗi người một ít thôi. Chủ yếu là mọi người sẽ háo hức món tiết canh lợn ngon thôi. Lợn sạch. Một đùi là 15 cân nhé mọi người nhá. Đây là chú Đạt là lấy nguyên một đùi này. Về làm muối chua. Anh Duy để không, anh Duy đổ cho em một ít vào đấy để tí nữa em lấy theo song được. Tiết canh có ăn đâu? Chả lấy. Ăn nhiều tiết canh thôi. Của mình đâu út nhỉ? Đang kia đấy. Sao lại thấy nó vụn vạnh thế nhỉ? Vậy có phải thái này đâu. Luôn rồi. Buồn to mất tuổi. Cái này xương của một đùi quá. 20 vậy. Thế. Ủa, thế này thì em về bốn con. Buộc dây rồi. À, chẳng có buộc đâu. Đúc rồi nha mọi người nhá. Không đưa về là. 10 giờ chưa? 10 giờ À, đây là cái phần chuồn non, thế là cái phần ấy hết rồi nhà chúng chưa ăn nhỉ? Chuồn non của nó là hết rồi đúng không? Nhưng mà phải ăn cái lông ấy nhiều mơ là phải ăn cho cái pá rác vào đi. Pá rác nọ ấy. Rồi pá rác là gì? Là nọ là dùng mà ăn muốn tí chứ. Phần rồi để tí nữa lấy xong rồi mọi người ạ. Bây giờ là về chế biến món kia trước đã. Đấy, bây giờ là di chuyển về nhà mình mọi người nhá. Cái này hơi khó đi nhỉ? Chỗ này nào. Có một đoạn đường hơi khó đi mọi người nhà mình nhỉ? Mưa xuống là nước nó đọng. Đường đi lấy đấy à? Không. Chào tất cả mọi người nhá. Đây, đường còn đang ấy. Cái gì đấy? Cái này là cái gì? xương. Út lấy ít út lấy thịt về trước, bây giờ lại còn này có cả xương nữa. Đấy, nói chung là ăn thịt lợn ngon, ăn lụng đụng ngon nhất bữa hôm nay nha mọi người nhá. Còn lại thì không ra gì nữa đâu. Giờ út mang về chắc không biết chế những kiểu gì đây. Chắc là sẽ làm mấy cái món thân quen của miền núi mọi người ạ. Làm món gỏi tiết canh này. Đấy. Út luộc, út luộc được một miếng đây rồi. Hơi muộn, hơi không sao. Đây là nướng để ấy gỏi ấy mà. À, nộm gỏi gì? Ừ. Đâu, anh lật thử cái nồi này ra xem. Có gì ăn không? Chia sẻ không? À, út luộc. Nước mà đang kính nên bị bán thận nhưng mà thôi. Thận giờ này nó xuống giá ấy anh. Giá là nhiều. Đây là anh Hòa đang làm món gỏi nhau các bạn nhé. Gỏi thì mà lúc nãy này chưa có nâu, thế là bây giờ cứ cho hết. À, cho hết gia vị trước này à? Hết gia vị đi đã. Ừ. Đấy, làm cái món này thì mọi người sẽ cần có sả này. Có giềng này. Lá chanh nha mọi người nhá. Đây, lá chanh. Anh Hòa đây. Đây là chanh và đặc biệt là có hạt dổi củ nâu nữa mọi người ạ. Đang định bán quả thận. Lại vào cái củ nâu này là mới dùng được gỏi mọi người ạ. Không có cả xương đúng không? À, có nhưng mà ít rồi ạ. Món này cũng ngon mọi người này. Đấy. Thế món nào đấy? Đấy. Món gì nào? Món gỏi truyền thống anh em ạ. Này chấm giấm mẻ thực tế không nhỉ? Có dư cái này đấy. Của nó phải chấm giấm mẻ các bạn ạ. Nó mới ngon được. Ủa, uy tín nhỉ.
Ui, hay thế. Mỡ trắng héo luôn anh em ạ. Nhân thức canh. Đây là lòng mới về nha mọi người nha. Lòng gói lá chuối này. Con lợn được đúng đoạn rồi. Ăn nhiều thì nó to tiền mọi người ạ. Ăn ít thì nó được ít. Thế mới khổ. Nãy đi qua thì gọi ông trẻ rồi nhưng mà hôm nay ông trẻ có vẻ không hào hứng mấy, không biết ông đâu răng hay nào. Quá giờ rồi. Có khi là quá giờ mọi người ạ. 10 rưỡi mà chưa ngồi là ông trẻ không? Quá giờ đẹp rồi. Đây là tiết canh, tiết canh mình đi mổ lợn rất là ngon mọi người ạ, đỏ au. Đây là cái thịt anh Hòa để nộm riềng vào anh Hòa. Để nộm riềng. Giấm mẻ mọi người nhé. Đây là canh này. Lát cho đu đủ vào. Đu đủ mình ăn sau đi nhờ. Mình ăn dần cái kia thôi. Đấy. Đóng lại là về nhà mọi người ạ. Anh em bọn mình sẽ chế được các món như thế này các bạn này. Đấy, thịt nộm riềng này, thịt nướng nộm riềng này. Tiết canh thì Út đang bê cái rồi. Món rồi lợn này, gỏi và thịt luộc này. Ngoài ra thì còn có canh đu đủ nữa. Gai rừng á? À? À con này để chiều em mổ em ăn xong thịt lợn á. À. Đây, giới thiệu với mọi người một chút là hôm nay có chị Hằng này, có em Thương này, có em Trang này, em Út chứ. Lên chơi mọi người ạ. Nên là anh em sẽ ăn ở đây. Không phải là mình không tiếp đàng hoàng đâu nhưng mà thôi ăn lán cho nó dân dã nhá. Nhưng mà các chị cũng thích ăn ngoài này mà. Kiểu khách sạn gần xa, Thương Đồng gió nội. Lúc nãy Thương bảo là cái này không biết ăn kiểu gì đây á? Lá gừng ấy. Anh để ăn cứ thế kẹp thôi. Nó làm thuốc mà. Thôi xuống cô. Đấy. Cơm à, lấy cơm. Đây bà lấy cơm cho. Con cháu nông chén cảm ơn gia đình cháu đến chơi. Đâu chén của bà đâu? Thôi, bà. Em bà tí nữa mời anh Hòa nhá. Tất cả mọi người đi nhá. Chị nhá, mời Thương nhá. Mời Út nhá. Út hôm nay định xuất khẩu nữa. Ở đây là em Út là em gái mình nha các bạn nha. Còn em Thương cũng là em gái nha. Còn đây là người yêu cũ nha. Chị Hằng nào, chị Hằng ơi nào, cành cái đó. Nào, cành cái đó. Sau có cái gì ăn lại gọi chị nhá. Nào, Thương. Đây. Ấy Út đi trước à? Nào, Út. Hôm nay bị lép về. Nào, Út. Nào, mời Út nha. Cú. Ok, mời tất cả mọi người nha. Mùi thơm như kiểu có. Hết nha, Thương nha. Hết rồi. Ừ, hết chứ. Quay chị hết chén. Đây chị hết chén này đi. Úi giời. Ôi giời. À. Đúng là chị Hằng thật. Ngon đấy. Ngon mà. Rượu ngon mà. Mời mọi người nhá. Rượu bản. Đúng chưa? Đấy là cái cơm à. Ăn cơm đã. Ờ, chưa gì ăn cơm đã Thương ạ. Không, em phải ăn cơm trước. À. Lại kiểu đấy à. Anh Hoa lại cho rượu ra anh Hoa. Kiểu nó ăn cơm. Ăn tự nhiên nhá, mọi người ăn tự nhiên nhá. Hôm nay hơi cay đấy, cái này. À các bạn ơi, hôm nay là thịt lợn nhà em Thương này, em gái này mọi người này. Đấy, thảo nào. Lợn béo thật. Lợn béo như người đúng không? Không, người béo đâu, múp mím thôi. Ờ, múp mím. Út ăn được gì Út? Rồi dùng đi. Tự nhiên đi. Rồi dùng đi. Mình có thích cái đỏ này trước. Bảo mẹ lên, bảo anh Út cái cá mà làm cá gỏi mẹ. Cái cá gỏi hôm kia mình ghét này này. Đi căng tác mấy hôm. Đây là món truyền thống mọi người ạ, gỏi. À? Hôm nào anh Út mới ở nhà. Anh lúc nào anh chạy ở nhà. Anh Út ở nhà suốt mà. Anh nhà anh ở nhà 20 ba mấy năm nay anh chạy ở nhà nhưng mà. Ngon nhỉ. Út ăn được gỏi gì? Thương ăn được gỏi không? Này ớt này để ra dám. À Thương không ăn gỏi à? Em chưa ăn thôi chứ gỏi không? Ăn đi mà ngon hơn cá gỏi hôm nọ. Trước sau em sẽ ăn. Ăn dần đi. Luyện. Đây, như chị Hằng đây mọi người nè. À, em Hằng đây này. Tuần sau nhỉ? Người yêu cũ mình ấy. Mà lên alo cho anh một hôm. Lúc em còn bé chị đi bế em suốt ấy. Đó, chị làm miếng cho nào. Cảm nhận một miếng cho nào. Cái kiểu cái mó tay nó ngon. Đúng rồi. Cầm tay nó. Nào. Được không? Ngọt tay hay ngọt vịt chính? Hay ngọt thịt lợn?
ngọt tất cả luôn. Hay là ngọt mồ hôi của anh Hòa đấy. Mồ hôi chỉ mặn thôi. À quên mặn chứ. Ô lên đi, lên lên đi nhà anh Hòa nhỉ. Tích cực đi. Ôi rót cho út chưa? Em có rồi. Nào, mời cả nhà đi. Ăn thịt nướng này, thịt luộc này, cô ấy. Mời chủ lợn nhá. À, nhà mình quên các bạn ạ. À, có nghĩa là ăn thịt đụng lợn nhưng mà ăn thịt nhà lợn nhà em Thương. Chắc là tí trừ đi một ít tiền nhỉ. Tiền đã nhận đủ rồi. À, nhận đủ rồi. Đưa nhanh đấy. Ngoài cổng rồi. Ngoài cổng rồi em mới vào. Ông bà từ xa các. Em có được vác cây chuối nào ở đây không đấy Thương? Tranh thủ nấu em là nhỉ. Em vác cái đấy. Bon à? Từ bé đến lớn. Từ lúc mà nó đẻ ra đến lúc nó kiểu ngồi thái cái chuối là phải ngồi cỡ lên trên mới thái được đúng không? À. Nhưng mà lợn này ấy phải lợn nhà nó đẻ à? Hay là mua giống? Nhà đẻ đấy ạ. Thảo nào ăn ngon thế. Gì đúc sao ấy. Rồi ai chị hả? À. Đông lắm. Mới đầu bà chia ba. Thì nướng mà nó cua. Lòng ngon. Thành toàn quay vào cái lúc mà chị đang cho miếng gõ vào mồm. Ừ. Em thích quay chỗ đấy chứ. Đừng có bảo lại ngồi cùng em cũng ngại nhá. À, đấy. Anh Hòa nó phải sạc cho tí nữa. À, đây, em bản linh nó trỗi dậy. Mới quen được thì mới diễn được anh ấy mới được diễn lần đầu tiên nên là còn ngại có dám ăn miếng to đâu. Còn rượu uống không dám uống ly đầy phải uống nửa ly. Nếu mà quen trước ống kính rồi ấy, thì là cái ly này phải tràn. Như em thấy chị như thế là quen rồi đấy. Đôi để cái ma tôi giống như lên đây. Bắt à đấy để cuối tuần sau. À cuối tuần sau à? Mà em út này. Cuối tuần sau tôi luộc mỗi người một con xé. Ờ. Vui dần rồi đấy. Nói thế chị lại hóng. Đây em đang thử ăn. Lại nhà mình. Ờ lá gừng. À cái lá gừng quấn này nhớ thật ra là cái này cho cái này ăn cái lá gừng sống. Đúng rồi, đúng rồi. Nó cũng thế mà chị. Thế hôm nay ăn đi chị. Hôm nay em còn không lấy lá phát ban cho các chị trải nghiệm nhưng mà thôi. Phát ban lá gì? Phát ban là một loại lá rừng em. Ở đâu? Nó kia kìa. Ừ, ngon lắm. Có nhưng mà ít. Nào Thương. Ừ, chỗ vườn chỗ ấy. Thơm không? Lấy khai ban cho bố. Cảm nhận đi lợn nhà em có ngon không? Lợn nhà em béo nhỉ? Em nuôi có ngon không? Lắm ý. Em nuôi mà ngon. Ngon đúng không? Mình ăn cho phải miếng to xong lùi thật nhiều. Đúng rồi, cho nó sướng mồm đúng không? Nó mới sướng mồm. Không phải sướng mà nó đã. Út review một miếng thế nào? Chị có nói tan là sướng. Đây, toàn các em mọi người ạ. Toàn các em xinh nhá. À, toàn các em xinh à. Vinh không ăn cơm à? Không ăn nữa à? Đấy. Không ăn nữa. Thế nào? Còn là gừng thơm hẳn. Thế mới lấy ra cho Thường ăn chứ. Thế rồi lần sau lại bắt chiếc ấy nhá. Nhà còn con lợn nào không? Nhà em còn không nhỉ? Nhà em còn con lợn nào không? Anh Bằng Vấn luôn hỏi nhà em còn con lợn nào không? Nhà Thường còn con lợn nào không? Nhà em còn một con duy nhất. Hôm nay thịt đấy à? Hôm nay thịt đấy à? Không, con lợn mẹ đúng không? Không. Lợn mẹ à? Con bán được con lợn cùng đàn ấy. À, còn một con nữa thôi gì? Thế chắc hôm nào lại ăn nốt nhỉ? Hôm nào lại ăn ở đây. Nhưng mà lúc nãy cầm tiền rồi gì? Cầm rồi, không. Cuối tuần. À. Được đâu. Để em ăn trước nhá, mời tất cả mọi người nhá. Ngon từ cái tiết trở đi. Con nhận lợn béo thật, con lên váng mỡ này. Quảng cáo. Lợn này nuôi cám à nuôi ấy đâu. Nhân dã nuôi cây chuối rồi mọi người. Nào út. Ok không? Ngon mà. Rồi. Nhanh mà để không ăn à? Để lâu nó hơi béo rồi. Ăn đi. À nó hơi lại đồng mỡ. Ăn đây này. Mỗi đứa một bát mà. Mỗi người một bát. Mỗi người một bát luôn. Để hôm nào cuối tuần vụ hoa khôi để anh mới tính cho. Ừ. Gà thì nhốt rồi. Phải ăn xong rồi để tuần sau mới tính đúng không? Ok. Hôm nay cho ăn tạm. Nào em, ngon đúng không? Ngon chứ. Anh Hoa. Các gỏi mày ăn rồi đúng không? Tên đòn đi. Đúng rồi mày ăn rồi, còn cái canh mày. Rồi, mày anh làm đi. Anh Hoa. Anh Hoa hôm nay đau họng mọi người nhá. Thanh ngoan này sau mình. Úi giời ơi. Như nóng. Okay. Rồi. Mọi người không ăn được á. Sao kiểu gì em cũng ăn ôi, được. Ôi, bây giờ ăn còn hăng hơn mình ấy. Bán lẽ em nhỉ anh nhỉ? Ăn kinh khủng hỏi Thương biết. Riêng anh rất là muốn Thương ăn một miếng tiết canh. Có cái đấy nó không ngon bà. Lợn nhà mình bán mà không ăn tiết canh. Ăn nó không rồi không ăn tiết canh. Lần sau em phải ăn tiết canh. Chưa ăn bao giờ à? Ngày xưa cháu mới ăn đầu tiên rồi mà mới bắt đầu nuôi. Hôm nay em ăn đầu tiên gỏi luôn á? Không ăn bao giờ. Nhà anh Thái là ăn lần đầu tiên ăn gỏi cá. Chấm tương, chấm lâu mới.
Ngày xưa sống ở trên trời đúng không? Ông bà nhắc bát rồi. Ông bà hết bát để đây này. Cảm ơn bà. Mời nhà nhá. Rồi rồi. Ăn thử xem tiết nhà thương ngon không? Nếu mà ngon thì... Lên lên. Còn một con đúng không? Lợn nhà thương. Sau mình sẽ chuyển luôn. Rồi. Lợn nhà thương thôi, có phải tiết nhà thương đâu. Tiết lợn nhà thương. Ở đây tên là chị Hằng mọi người ạ. Ngày xưa thì sống ở trên trời nhưng mà hay ăn hay uống thì trời nó đẩy xuống đây. Được không chị Hằng? Thế nào? Cảm nhận như nào? Ok không chị? Bán thêm hơi ngậy đâu nhỉ? Quá ngon luôn. Chắc là hôm nay nó hơi em đứng thứ hai nữa. Hôm nay chắc nó hơi ngấy chị ạ. Bởi hôm nay là đánh ở tiết nhân thịt đấy. Nhân thịt nó hơi nó không có đủ. Chẳng biết là có sần sật đâu ạ. Úi nào nhưng mà anh Hoàng nhỉ? Về xương thì thấy ít xương á. Em nhưng mà xương toàn xương hay béo. Sụn nó đúng không? Làm đi chị Hằng. Ra ra nghĩa là chị ăn giống to nhưng mà trong kính thôi là mình ăn phải gọi điệu tí luôn một chút. Nên mình ăn những bé thôi. Không có xương. Đúng không? Đây là có xương đây gì? Em có thể ăn hết được mà. Gọi là cho gia đình gọi là. Trong gia đình gọi là út vì là con út. Nhưng mà tên thật là em Trang. Trần Huyền Trang nhỉ? Nick Facebook. Nick Facebook là Trang Trang. Em đang mời chị cái rượu sâm câu. Sâm câu. Sâm câu. Người ngủ củ thức. Cả làng vui. Thương ơi. Mà thức ban đêm hay thức ban ngày? Sao rồi mình đóng ban đêm chứ? Ban đêm chứ. Ngồi sang bên kia mày. Út ơi. Ok hết hết ok. Ông trẻ bây giờ mới đi thả trâu tăng tăng hai. Xa đấy. Chuyển cho ông trẻ cái hàng trắng sang bên này út ơi. Để đây anh chắc bên kia mà. Bên nhở? Gì đây? Hôm nay mọi người út đang ngồi với em Thương với tất cả mọi người nên là hơi ngại một tí. Đang ngại. Em áo đen một em áo vàng. Sợ em gái mới mua. Em hôm nay em ngồi cạnh phái đẹp nên là chùn đẹp cho nên là ngại. À, ngại gì? Ôi, chứ bây giờ anh cảm thấy anh ngại đến như... Chưa, còn chưa đỏ mắt đây nhá. Đấy, ông trẻ. Ông trẻ chỉ thích hàng ở đây. Phụ nữ dân hay nhưng mà làm chính tỏ ông rất là quan tâm đến con cháu nhá. Ừ. Là xấu rồi. Vâng. Bố mày là xấu rồi. Mày lại càng cháu nữa đúng không? Cháu ơi chúc ông thật nhiều sức khỏe. Đúng rồi. Hôm nay thấy bà ông trẻ. Rồi, ok ông trẻ nhá. Ông trẻ đi thả trâu. Giờ là mọi người sẽ nghỉ ngơi mọi người ạ. Nó vồ thế thôi, không có sao đâu. Chắc thấy chị đẹp ấy. Vồ.